Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số viên đá màu đỏ thuộc cái dòng đá như là spinel này, garnet này và tourmaline. Nhẫn này thì em làm video cho anh Tuấn ở Thái Nguyên. Anh đang mục nhu cầu là một chiếc nhẫn nữ dao động giá tầm 10 triệu. Thì hôm nay tay em giới thiệu cho anh chị một số viên đá để chị tham khảo nhé. Trên tay đây, em một là màu viên spinel màu đỏ. Rất đẹp anh chị này. Viên này là hình vuông tròn anh chị nhé. Đây em đây có một cái nhẫn nhẫn nữ form đá sẵn. Thì đây em có thể lên mẫu cho anh xem, ví dụ anh sử dụng đá này. Lên rất đẹp này. Nếu mà anh chị thích mẫu gọn gàng đơn giản thì cân nhắc mẫu này cũng được. Gắn thêm một vài viên tấm kim cương hoặc moissanite để cho người ta đẹp hơn nhé. Đấy, một viên spinel này. Lửa rất mạnh này, gọn gàng này. Thường thường một cái vỏ nhẫn thì nữ form gọn gàng thì nó rơi tầm khoảng đi nửa chỉ, chưa đến một chỉ đâu. Giá tiền thì nó rơi tầm khoảng, hiện tại nếu giá tiền tối thiểu là tầm 10k đi, 10k tầm khoảng 3 triệu một chỉ. Nửa chỉ thì đã tầm khoảng 1,5 triệu tiền công nữa. Nói chung là vỏ nhẫn tầm 4 triệu, 4-5 triệu là hợp lý, cả kim cương cả moissanite là hợp lý cho anh chị nhé. Đây viên đá này. Bên này thì mã là 7130 này, 0,95 carat này. Vuông tròn 5,85 x 5,82 3,64. Anh chị ưng ý viên spinel này báo em nhé. Tiếp theo trên tay em đây là một viên garnet màu đỏ này anh chị này. Viên này cắt rác tròn nhé. Lên em lên tay này. Anh chị chỉ cần một viên đá đẹp trên form nhẫn gọn gàng này, nổi bật viên đá nhé. Nó là nhẫn rất là đẹp này anh chị này. Viên này là mã là 7097 này, 1,75 carat. Cái chất là 6,6 nhân 61, 6,61 nhân hơn 6 ly này, đường kính hơn 6 ly. Tiếp theo cũng là một viên garnet nhé, à một viên spinel. Một viên spinel là màu này là màu hồng, rất đẹp anh chị này. Bên này rất đẹp đấy, đẳng cấp luôn này, ở bên tay này, lên nhẫn này. À, rất sáng, chỉ cần một viên đẳng cấp thôi. Viên này là mã là 710000, 1,3 carat. Kích thước là hơn 6 ly nhé. Tiếp theo cũng là một viên tròn, màu rất là tươi này. Đây lên vỏ nhận nhé. Viên này mã là 7089 này, 1,3 carat này, được hơn 6 ly. 6,25 x 5,93. Tiếp theo trên tay cũng là một viên spinel rất đẹp này anh chị này. Anh chị thấy lửa rất mạnh này. Mã là 7101, 1,25 carat, hơn 5 ly. Tiếp theo là loại đá garnet nha anh chị nhé. Trên tay một viên rất là đẹp này anh chị này. Form gọn gàng luôn. Đấy lửa rất mạnh anh chị này. Cũng là một sự lựa chọn khá là ok cho anh Tuấn nhé, trong tầm giá luôn, đẹp. Tiếp theo trên tay em lên một viên garnet vuông, cũng là một sự lựa chọn là hay cho anh chị này. Nên form rất gọn gàng, lửa mạnh này, đá đỏ sáng. Anh Tuấn và anh chị yêu thích viên này bay em nhé, viên đỏ vuông. Tiếp theo em giới thiệu cho anh chị một dòng đá khác, dòng đá tourmaline nhé, màu hồng anh chị này. Trên tay em là một viên oval màu hồng rất tươi và sáng này. Đấy, rất đẹp này, lên nhẫn này rất tuyệt vời, rất sang trọng luôn, màu hồng anh chị nhá. Viên này là mã là 7299 này, 1 carat. Tiếp theo cũng là một viên rất là đẹp anh chị này. Đấy, một viên tourmaline. Em là viên này hợp lý cho anh Tuấn này. Màu đều, sáng, giá cả vừa phải, cân đôi hài hòa, đẹp đấy. Màu đều này. Viên này mã là 7339 này, 0,6 carat. Kích thước 7 x 5,2 x 2,2. Tiếp theo trên tay cũng là tuốc tourmaline hồng này. Bên này thì được cái là dạng đặc biệt này, hình trái tim. Đây lên form này, rất là đẹp. Màu hồng này, hồng đỏ, hình trái tim anh chị nhé. Viên này mã là 7322, 1,05 carat, kích thước 8 x 0,61 x 3,2. Trên tay em có là một viên tourmaline hồng, rất đẹp anh chị này, trái tim này, vô cùng ý nghĩa luôn. Màu đỏ hồng này. Viên này mã là 7325, 0,75 carat, kích thước 8 x 5,6 x 2,96. Anh chị xem thông cảm cho em.